đừng như bố mẹ, không có tiền để người ta khinh. Khoảnh khắc anh nghe được câu ấy, bé Dương biến mất và thằng Tết được khai sinh. Từng lời mẹ nói, anh mới thấy mẹ bị khinh thường, tim anh nhói lại như kim đâm. Nếu đời là biển thì giây phút đó là tảng đá đầu tiên ghi đôi chân. Đã từng có lúc mà nó kéo anh chìm xuống, như bóng ma ám anh cả ngày hay đêm. Cho đến ngày anh cố vươn tới thứ mình muốn mới nhận ra thời khắc đó là cặp cánh để bay lên. Tất cả khoảnh khắc đó đứng trong đời vương đầy, chỉ đứng dẫn lối từng lời như thầy. Gửi lời cảm ơn những moment trong bóng tối làm nhiên liệu cho anh chói sáng rạng ngời như này. Chris Ngô NTEZ. Và tôi viết bài hát này dành tặng cho tất cả những ai đã từng muốn xin thôi, chỉ muốn thả mình giữa dòng đời, đắm chìm và lặng im trôi. Nhưng mà tin tôi, chỉ cần có tình yêu ở trong tim thôi, không có gì là khó, vì khó sẽ ló cái enjoy. Tương lai giống như tôi từng ngày, thực tại với coi như bức tường dày. Người yêu mới vừa thành người yêu cũ, ký ức xưa muốn níu giữ, đôi chân anh như bùn lầy. Dòng tiền thì chưa cuốn anh đi, dòng đời dường như muốn anh suy. Ok ok, anh vẫn cười tươi vỗ ngực cho đời ơi. Kỳ nghĩ về gia đình đang đợi anh lên sóng TV. Chưa nào còn được bắt đầu bùng nổ, chiếm đi giấc mơ anh không ngại gì cực khổ. Vững vàng tâm trí không bị đổ nghiêng, vì anh luôn như tổ tiên ở phía trên đang phù hộ. Phương châm là tiền vẫn phải lấy, gót giày trong vũ lệ vẫn phải tiến. Sao ta phải chạy trốn, còn đến đâu mà ta cảm thấy khi mà trên lưng vất vả ấy hóa thành đôi cánh đưa ta. Vươn lên cao như cánh chim trời, dù phía trước đang chờ ta là bao khó khăn gần xa sẽ nhanh qua thôi mà. Theo chân ta nơi cuối con đường, còn ai sẽ bên cạnh đây? Liệu ai sẽ buông bàn tay quên đi bao tháng ngày? Enjoy, 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 enjoy cái moment này. Enjoy, 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 enjoy cái moment này. Enjoy, 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 enjoy cái moment này. Enjoy, enjoy, enjoy. Các anh cảm giác như nhà vô địch ở rap Việt. Sao mới là bán kênh của rap Việt? Thần flow lại vác miếng lên sân khấu và tác nghiệp, truyền năng lượng như cáp điện từ thành phố đến các quận thợ. Anh giơ tay một chút bình cho anh cả trăm bức. Nói với độ ngộ bằng người ta ăn đứt. Từ thần thái cho tới cái cách cầm mài, anh vẫn cứ lớp ảnh ra kể cả có răng xích. Xem về tập anh đã thể hiện bọn họ cứ nhầm tưởng anh giấu bài. Xin ekip con xe cút kít mang gạch đá về xây lấu đài. Khán giả ngồi dưới đừng có quên tên tôi, thế nên nụ cười hiện lên trên môi. Nếu không thích tác phẩm test diễn thì cứ enjoy tiểu phẩm Dương Tấu Hải. Chúc quý bạn và các vị ngày hôm nay một tinh thần thoải mái để nghe được một câu hay. Chúc đối thủ của anh gặp thật là nhiều may mắn, tìm ra được cơ hội thắng dù là chẳng có cơ may. Vì thế lần gần đây phải nói nhanh chúc nghĩa quý như điều mới tân. Chúc cuộc anh nhất chẳng đợi giống ai sẽ ta tiên tán bước vào thoải mái. Bước qua con phố vẫn phải hóa lên trong trạng thái enjoy. Mơ mình chưa được cảnh có những thanh đơn dừng cơ phải vỡ bỏ nên sẽ phải tái nhá. Vươn lên cao như cánh chim trời, dù phía trước đang chờ ta là bao khó khăn gần xa sẽ nhanh qua thôi mà. Theo chân ta nơi cuối con đường, còn ai sẽ bên cạnh đây? Liệu ai sẽ buông bàn tay quên đi bao tháng ngày? Enjoy, 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 enjoy cái moment này. 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 Lý do âm nhạc anh vang không phải để thua hay thắng, vang để họ nếm vị ngọt anh tự chiết ra từ đời chua cay đắng. Ai cũng enjoy với thực tại để đêm về gối đầu ngủ mơ say đắm. Chúc nhau cái moment này, cao đầu ngước lên và giơ tay nắm. Giơ tay cho anh em ở đầu này, giơ tay cho chị em ở đằng đó. Giơ tay cho những người vẫn giàu đầy vẫn không kêu một lời ngày qua ngày vẫn đang vượt khó. Niềm vui thì mũ 3 x 4, nỗi buồn thì bè đều phải chia đôi. Giơ tay để bao trọn khoảnh khắc từ Nam Trung lên về Bắc, tất cả đều cùng enjoy. Vươn lên cao như cánh chim trời, dù phía trước đang chờ ta là bao khó khăn gần xa sẽ nhanh qua thôi mà. Theo chân ta nơi cuối con đường, còn ai sẽ bên cạnh đây? Liệu ai sẽ buông bàn tay quên đi bao tháng ngày? Enjoy, 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 enjoy